Hi, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Ebusi ô tô với những chiếc xe giá rẻ. Và hôm nay thì ngay trước mặt các bác là một chiếc xe giá chỉ ngang bằng một chiếc xe máy SH thôi, 2011 nhá, xe còn rất là đẹp luôn. Vâng, một chiếc xe máy Mazda đấy, được nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này em đang bán giá rất là hời rồi. Các bác nào mà muốn mua một chiếc xe tránh mưa tránh nắng, gọi là đi lại yên tâm và an toàn, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác luôn. Một chiếc xe với màu sơn đỏ bắt mắt đấy, chất xe cứng, la răng đúc 5 chấu, thể thao, phanh đĩa 4 bánh, ABS đầy đủ. Và xe này thì có cả màn hình, có cam lùi các bác rồi, lại còn có cả cửa sổ trời, nhưng mà bây giờ đang không cần dùng đến. Một chiếc xe ngon với động cơ máy 1.5, ăn xăng rơi vào tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 cây. Đấy, vô lăng củ số mượt mà, xe ngon chạy mới được có 15 vạn thôi, nhưng mà được cái chất con này thì quá cứng rồi. Một dòng xe thương hiệu đến từ Haima 2. Vâng, và đây là một mẫu sedan mà được rất nhiều người ưa chuộng nhá. Mua mới con này thì đã hơn 400 rồi, 500, nhưng mà bây giờ em chỉ bán được cái giá hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Một chiếc xe mà để các bác đi tránh mưa tránh nắng, và nói thật các bác là cái dòng này thì đồ nghề thay thế sửa chữa cực kỳ dễ dàng, nhiều luôn. Và đấy, bác chủ bác ấy dùng đến bây giờ mà có ý kiến gì đâu. Vâng, xe cứng nhá, bao chất, kính zin toàn bộ xe thì cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Máy thì cực êm, và con này thì động cơ máy là Mazda. Vâng, động cơ máy Mazda thì rất là bền lành, điều hòa mát lạnh. Tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Táp lô, táp ly sạch sẽ, vô lăng củ số thì gần như là mới tinh. Và chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024 các bác nhá. Xe đẹp, bao chất, bao cứng cho các bác luôn. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại cửa hàng tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Bác nào mà quan tâm thì qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng các bác nhá. Tuy nhiên là theo thời gian 5 tháng thì được mỗi là lớp sơn của xe thì còn đẹp thôi, còn đèn nó hơi ố vàng rồi. Đây các bác nhìn này, đèn nó đã vàng theo thời gian, nhưng mà được cái là các cái công năng sử dụng, ví dụ như là của đèn bi hay là đèn pha halogen của xe là vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, đèn gầm đây này, đấy, đèn gầm này còn nguyên, và đồng sơn cản của xe thì đều đẹp sạch sẽ các bác nhá. Xe mang biển 12A18490, vâng, biển số của Lạng Sơn. Và cái xe này nói chung là cũng được bác chủ ở trên Lạng Sơn, bác ấy chạy đường biên suốt ngày, thế nên là đâm ra chất xe thì các bác ấy yên tâm, dòng này thì không bao giờ phải lo hỏng vặt giữa đường rồi. Đấy, mặt Catalan logo Haima, và chiếc xe này tôn cabo của nó thì tương đối là ngon. Đấy, tôn cabo mỏng sơn căng đét luôn các bác nhá. Và đã được độ lên form tôn sơn đen. Đấy, giải băng đen với kết hợp với sơn đỏ này, rất là luột là và thể thao luôn. Còn cái khe mép cabo đây, các bác nhìn cân đối nhá. Động cơ máy của chiếc xe là 1.5, máy nổ êm thin thít luôn. Và xe là cam kết cho các bác là máy số thì quá ngon lành rồi. Đấy, các bác đi những dòng này thì cam kết là không có đâm đụng ngập nước nhá, các bác về là yên tâm luôn. Lốp của chiếc xe đang sử dụng là lốp sao nào, quả này là TR66 của PV2, cũng là một cái dòng lốp tương đối là ok. Lốp 2055 la răng 16, và các bác nhìn là la răng của xe là la răng phay, la răng đúc này, không có một vết chảy xước, phanh đĩa 4 bánh luôn. Và cua lốp trước của xe là cũng có cả lót lỉ chống ồn. Lót lỉ chống ồn còn nguyên này. Đấy, động cơ máy êm mượt luôn. Tôn mỏng nha các bác nhá. Tôn mỏng luôn, sơn cánh đẹp. Có hơn 100 triệu thôi mà các bác đã có ngay được một chiếc xe 4 chỗ, kính điện 4 cánh, hoạt động hoàn toàn bình thường. Dán phim 3M, cách nhiệt chống nóng chống ồn là ok luôn. Xe bao chất bao đẹp cho các bác nhá. Và đây các bác nhìn này, chất xe đây. Đấy, không có hề lỗi là một tí nào luôn. Đấy, và phần nội thất ghế này, ghế căng đét luôn. Đấy, ghế đẹp này, da căng này. Nhưng mà tuy nhiên theo thời gian 5 tháng rồi thì cái này là nó cũng cũ theo thời gian, thì cái này các bác không cảm bình thường thôi nha các bác nhá. Còn trần đây, đấy, trần này được bọc 5D này, căng sáng này, không hề lỗi này. Vô lăng mượt mà, xịn sò, nhìn vẫn còn nguyên, các cái phím đầy đủ. Và chất xe thì túi khí an toàn là có nguyên cả trên này. Đồng hồ công tơ mét, lăn bánh là 15 vạn 3. Đấy, xe bao chất bao đẹp cho các bác nhá. Cốp mở điện hẳn đàng hoàng. Và con này lót sàn đây này, các bác nhìn này, sàn nó còn đẹp như này. Đấy, lót sàn căng đét luôn. Xe này bao chuẩn chỉ rồi. Đấy, kể cả các cái con ốc này chưa có động chạm gì luôn, các bác nhìn nhá, ốc này, ốc bản lề căng sáng này, sạch sẽ. Đấy, chất xe thì quá ok. Táp pi, táp lô rồi. Đấy, mịn màng và sạch luôn. Và phần che đằng sau là cái hàng ghế đằng sau đây. Cái nội thất của nó là màu kem nhá, nhưng mà nội thất da thì nó cũng đã theo 5 tháng rồi. Bác chủ bác ấy bọc cái áo ghế này rồi. Các bác nào về thích thì có thể làm thêm bộ da mới, hoặc không thì các bác cứ để nguyên này cũng được, ok, không vấn đề gì. Đấy, trần này 5D này, xe bao cứng bao đẹp rồi, nên các bác yên tâm. Về dòng này chạy thì quá yên tâm luôn đấy ạ. Về chất, đấy, lốp Bravo HT nhá, lốp 2055 la 16 này.
Và cái lốp này là của 29, lốp vẫn còn dày luôn. Đây, nhìn này. Đấy, lốp rãnh dày luôn. Không hề lỗi này. Và cua lốp lót lỉ chống ồn nhá, đầy đủ luôn. Đấy, cua lốp lót lỉ chống ồn này. Và phần hậu sau thì đèn của chiếc xe là form đèn theo đời 21. Thì cái form này của đèn thì nó cũng theo thời gian, nhưng mà được cái là đèn nó vẫn còn căng sáng nhá, không hề lỗi lầm. Đấy. Vâng, thời tiết thuận lợi nên là việc review xe rất là sướng luôn các bác ạ. Màu sơn xe thì bắt mắt, và cái dòng này thì màu đỏ thì quá thịnh hành rồi. Các bác đi thì rất là hợp phong thủy. Đấy, lốp sơ cua đồ nghề của nó đây còn nguyên này. Không thiếu cái gì. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên nhá. Đấy, tất cả đồ nghề không thiếu một cái gì. Khoang để đồ rộng rãi tiện lợi. Và con này thì nói chung là bao chất rồi các bác ơi. Đấy, kính zin này, kính nguyên bản này, 2011 nhá, mà xe thì bao chất cứng luôn. Các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm. Với động cơ máy là 1.5, mức ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây. Dòng này thì nó rất là lành. Đấy, cua lốp đây. Đấy, cua lốp lót lỉ chống ồn của xe đây, rất là lành luôn. Lốp dép đầy đủ. À, lốp bên này cũng rất là dày. Đấy, la răng phanh đĩa của xe là còn nguyên. Và cái la răng 5 chấu này thì nó thể thao. Các bác đi những cái dòng này thì nói chung là nó vừa tôn dáng này, vừa thể thao, mà thực sự người ta nghĩ cũng phải tầm 300-400, ai ngờ nó chỉ có hơn 100 triệu. Vâng, thực sự là một cái mẫu xe quá rẻ luôn. Đời này thì nó là ngang tầm với những cái đời Mazda 3 của Mazda 3 của Nhật Bản đấy ạ. Vâng, và chiếc xe này thì sử dụng máy là máy Mazda nha các bác nhá. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn. Con này thì được cái là chất cứng, và các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm, lành. Đấy, đồ nghề sửa chữa thay thế cũng rất dễ dàng, túi khí an toàn cho cả người lái người phụ là đầy đủ. Đấy, còn cửa sổ trời đây các bác ơi. Đấy, cửa sổ trời thì hiện nay là đang không dùng đến. Vâng, còn con này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024 nhá. Và form xe thì các bác nhìn ạ. Vâng, chất form thì rất là cứng cáp luôn, đẹp luôn. Máy nổ êm thì thầm. Và đây, bây giờ ta sẽ cùng ra khoang máy. Chiếc xe này thì đang sử dụng động cơ máy là 1.5 các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây. Đấy, động cơ cam kép DOHC 16 van VTP. Đấy. Và các bác này, đấy, các bác nhìn này. Ốc gác chuẩn chỉ êm toạt luôn, máy nổ êm toàn, khô ráo sạch sẽ, không dầu mỡ này. Đấy, và cái dòng này thì đây. Các bác nhìn các cái đầu này, và có cả ABS ở phía dưới đây nhá. Có nguyên. Ắc quy này vẫn còn dày, và các cái đầu răng này của nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn các cái đầu răng này còn nguyên. Tai đèn này. Đấy, tai đèn là không có vá víu gì cả, còn nguyên bản luôn. Đấy, chất xe chạy rất là cứng cáp đi các bác nhá. Và chiếc xe này thì em đang bán với mức giá rất là mềm ạ. Vâng. Một chiếc xe thơm lừng như muối mít thế này, và em đang bán với cái giá là chỉ có 139 triệu đồng vẫn có bớt cho các bác. Vâng. Và bác nào mà yêu thì alo ngay cho em Vũ Duy ô tô qua số 0869158926 nhá. Xe vừa về xong, đang có mặt tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. À, xe này các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm của nó còn sáng quang như thế này cơ. Vâng, và không hề có lỗi nhá. Gầm khô ráo sạch sẽ, không có mục mọt luôn. Cực sáng luôn. Vâng, vừa đẹp vừa rẻ, mà máy gầm thì êm chất, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ có 5 lít rưỡi, 6 lít. Tính ra thì các bác mất tầm khoảng 1.300 đồng đến 1.500 đồng trên 1 km thôi. Rất là rẻ luôn. Đấy, tiết kiệm, ăn xăng ít và đặc biệt là lành bền. Nếu bác nào mà quan tâm để mua được một chiếc xe tránh mưa tránh nắng này, an toàn cho bản thân và gia đình, thì đây là một chiếc xe quá ok. Vừa tập lái này, vừa đi lại này, vừa yên tâm, mà giá nó chỉ ngang bằng một chiếc SH thôi. Vâng, giá rẻ chỉ có ở em Vũ Duy ô tô. Cảm ơn các bác nhá. Và rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy ô tô. Xin cảm ơn nhá. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.